Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 7 tháng 5 2021 có nội dung chính sau đây. Bắc Ninh đề xuất giãn cách toàn tỉnh vào tối ngày 6 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề xuất Thủ tướng cho giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 8 tháng 5 sau khi ghi nhận 12 ca COVID-19 cộng đồng. Ngoài ra, Bắc Ninh còn xuất hiện 3 ca nghi nhiễm hiện chưa được Bộ Y tế công bố. Lực lượng chức năng đã truy vết gần 400 F1 và hơn 2.000 F2. Phát biểu tại cuộc họp tối ngày 6 tháng 5, Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Bắc Ninh, đánh giá trước diễn biến phức tạp của COVID-19, nếu không có biện pháp mạnh mẽ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn rất là cao. Trước mắt, để phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, tối ngày 6 tháng 5, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo giãn cách xã hội trước với thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, ba huyện Thuận Thành, Tiên Du, Lương Tài từ 0 giờ ngày 7 tháng 5, nơi tập trung 12 ca nhiễm cộng đồng. Các địa phương phải dừng tất cả hoạt động không thiết yếu, tụ tập đông người, hạn chế việc di chuyển của người dân. Các ca nhiễm ở Bắc Ninh đều liên quan đến cụm dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, Hà Nội. Trong số đó, huyện Thuận Thành 6 bệnh nhân, Tiên Du 2, Lương Tài 2, thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn mỗi nơi 1. Chỉ thị 15 được Thủ tướng ban hành tháng 3 năm 2020 yêu cầu các tỉnh dừng họp sự kiện chung trên 20 người trong một phòng và không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi cơ sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Các nghi lễ tôn giáo hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng cũng bị dừng. Và chỉ thị 15 cũng nêu rõ tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Và đó là thông tin ngày 7 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bớt thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ.